cắt cớ mường xác hằng nga. Thầy thử bổn đạo vậy mà ngẩn ngơ, ai chấp tướng chấp thời khổ dữ, thấy tướng thầy xác nữ mà khinh. Sau này biết được giật mình, ăn năn e muộn chấp hình lỡ nguy. Phật thần thông huyền vi ai biết, Phật mượn thân khắc nghiệt phàm phu. Hà phàm cho chúng thầy tu, ngờ đâu chúng chấp tướng tù nữ nam. Tướng thầy mượn tướng phàm giả tạm, tướng ngục tù ngục khảm như ai. Nếu thầy mượn tướng nam tài, chắc gì ma quỷ để thầy được yên. Thầy phải mượn khùng điên xác nữ, thân xin ăn dốt chữ bần hàng. Giả dài nói bướng nói càng, giả mê giả tình sớm làng rêu rao. Người đại trí hiểu cao khùng khiều, không chấp danh chấp hiệu nghèo hèn. Không chấp nam nữ chê khen, không chấp thân giả khùng điên của thầy. Miệng biết được thân này thầy mượn, xuống thế trần liệu lường dày đời. Mèo kêu giặc giả khắp nơi, thầy về mượn xác đưa thời hạ ngôn. Mượn xác hiền nữ nhân quê dốt, mượn xác trần đằng cốt dày khuyên. Ai người hữu phước hữu duyên, biết được khùng khiều từ miền tiên bang. Từ hải ngoại đôi hàng nhắn gửi, thăm đức thầy diệu vời nhớ mong. Nhớ lời thầy dặn đạo đồng, đừng nên trễn mạng lập công trở chạy. Cộng hoa hồi từ đây mở cửa, quý mạo này khỏi lửa đã kề. Rồng rắn biến chuyện thảm thê, ai về dự hội ai về Diêm Vương. Thầy nhắc nhở tình thương sinh chúng, nhân phần nhiều tội tụng mê cuồng. Ai người chung thủy tu luôn, thì là mới thấy được tuồng long hoa. Ai khờ dại thiết tha vật giả, sẽ rớt rơi xa ngã ngục tù. Diêm Vương chôn nhốt muôn thu, oan hồn xa đọa âm u diêm đường. Từ hải ngoại xa phương kính cần, trò thăm thầy tu ẩn rừng hoang. Long hoa trời Phật mở màn, chúc thầy sơn bụ khẩy đàn độ dân. Bụ ngọc nam ban pháp Phật thầy, sơn hà xạ tắc hồi rồng mây. Kỳ quan kim cổ lời thầy thuyết, hương trầm bay tỏa khắp đông tây. Mượn xác giả ngụy trang cũ đạo, mượn nữ nhân được vào ta bà. Nếu không bị đẫm hại hà, làm sao tồn tại dần nhà Phật Vương.